Sau phần trình bày về hen của cô Tuyết Lan thì chúng tôi xin báo cáo về bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Chúng ta phải cá thể hóa như thế nào theo các hướng dẫn mới? Thì nội dung trình bày sẽ nói về cái mục tiêu điều trị bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính và trong đó nói về cái gánh nặng của cái triệu chứng và chúng ta làm thế nào để điều trị tốt cái triệu chứng cho bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Bên cạnh đó, cái vai trò của cái đợt cấp nó liên quan rất là nhiều tới những cái cột xấu của bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính và chúng ta có cái cách gì để bớt cái đợt cấp cho bệnh nhân. Và cuối cùng là kết luận. Thì đầu tiên nói về cái mục tiêu của điều trị bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính thì chúng ta cũng biết rồi, là Gold cũng đưa ra là chúng ta có hai mục tiêu chính. Mục tiêu đầu tiên là chúng ta phải giảm triệu chứng và mục tiêu số 2 chúng ta phải giảm các yếu tố nguy cơ. Trong đó cái yếu tố nguy cơ hàng đầu là nguy cơ đợt cấp. Còn giảm tử vong hay là giảm cái diễn tiến tự nhiên của bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính thì có lẽ tới bây giờ thì chưa có một cái loại dược phẩm nào có thể làm tốt được công việc này. Như vậy từ cái mục tiêu đó thì Gold mới đưa ra cái hướng để chúng ta có thể kiểm soát tốt cái gánh nặng bệnh tật của bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, đó là chúng ta từ một cái khởi phát điều trị ban đầu bằng cách tập phân chia ABCD và lựa chọn điều trị khởi đầu đó thì chúng ta phải theo dõi bệnh nhân thử họ có đợt cấp, họ có triệu chứng có cải thiện hay không. Ví dụ như khó thở thì chúng ta phải theo cái lưu đồ về khó thở, còn nếu bệnh nhân đang điều trị mà vào đợt cấp thì chúng ta phải theo cái lưu đồ điều trị đợt cấp. Thì đầu tiên nói về khó thở thì người ta thấy rằng những bệnh nhân nào mà có những cái triệu chứng khó thở càng nhiều, ví dụ đây chúng ta đo bằng cái thang điểm MMIC, thì so với những người không có khó thở thì những người còn khó thở chừng nào thì cái nguy cơ gọi là thời gian xuất hiện đợt cấp nó ngắn lại, thời gian nhập viện ngắn lại và cái tử vong nó lại gia tăng. Và người ta thấy đa phần những người nào có MMIC từ 2 điểm trở lên thì nó tăng cái nguy cơ đáng kể so với những cái người có MMIC từ 0 tới 1 điểm. Và nếu mà chúng ta phân tầng cùng một cái yếu tố nguy cơ là cái nguy cơ đợt cấp ngang nhau, ví dụ như bệnh nhân nhóm AB thì có nguy cơ đợt cấp ngang nhau, nhóm CD cũng có nguy cơ đợt cấp ngang nhau, chỉ khác nhau về vấn đề triệu chứng, thì chúng ta thấy rằng đây là cái số bệnh nhân mà gọi là không có triệu chứng, thì thấy nhóm B nó có bệnh nhân bị gọi là đợt cấp nó ít hơn đáng kể so với nhóm A, tức là triệu chứng càng nhiều thì lại đợt cấp nó càng nhiều hơn. Và đối với lại bệnh nhân nhóm D thì cũng tương tự như vậy. Và ở đây người ta cũng có đồng nhất hóa là tất cả những bệnh nhân này đều cùng một cái mức độ FOV1 là Gold 2. Như vậy cùng một cái mức độ tắc nghẽn đường thở, cùng một nguy cơ đợt cấp thì những người nào có triệu chứng nhiều hơn thì có cái kết cục xấu hơn. Và hiện nay chúng ta đang dùng thuốc để điều trị cái triệu chứng cho bệnh nhân thì cái thuốc LAMA hoặc là thuốc LAMA là chúng ta được sử dụng phổ biến. Và người ta nghiên cứu thấy rằng đối với những người đang sử dụng thuốc một trong những hai loại thuốc là LAMA hoặc LAMA để điều trị bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính thì cái triệu chứng nó còn nhiều hay không thì chúng ta thấy ở đây 50% bệnh nhân gọi là mức độ nhẹ trung bình hoặc là 59% bệnh nhân đó nặng thì còn cái triệu chứng mặc dù bệnh nhân đang được điều trị bằng một thuốc LAMA hoặc là LAMA. Và người ta thấy rằng nếu mà chúng ta phối hợp cả LAMA LAMA thì cái thang điểm về triệu chứng nó giảm đi đáng kể so với chúng ta chỉ đơn trị một mình LAMA hoặc là LAMA. Và bên cạnh cái phối hợp đó nó làm giảm đi cái triệu chứng khó thở cho bệnh nhân như là nghiên cứu ở đây thì người ta cũng thấy rằng phối hợp LAMA LAMA nó cũng làm tăng cái FOV1 sau điều trị so với một mình LAMA hoặc LAMA. Ví dụ ở đây là một so với LAMA thì nó cải thiện được 70 ml, còn so với LAMA thì nó cải thiện tới 100 ml. Thì càng cải thiện được cái triệu chứng FOV1 chừng nào thì cải thiện được cái triệu chứng khó thở của bệnh nhân chừng đó. Và có phải các LAMA LAMA nó có cùng một cái hiệu quả hay không thì đây một số cái nghiên cứu so sánh Anoro với một số cái thuốc khác thì người ta thấy rằng so Anoro với lại Spiento thì người ta thấy rằng cái cải thiện FOV1 của Anoro nó tốt hơn, nó thay đổi biết sao nó nhảy luôn không? Nó thay đổi đáng kể so với lại cái thuốc Spiento. Còn một cái nghiên cứu khác so sánh Anoro với lại Antipro với cái hàm lượng nó khác hàm lượng tại Việt Nam của chúng ta. Thì qua hai cái nghiên cứu, đầu tiên ở bên Mỹ người ta làm một cái nghiên cứu so sánh coi thử là Antipro nó không thua kém so với Anoro về cái cải thiện cái FOV1 hay không. Và người ta định nghĩa là nếu như cái sự khác biệt FOV1 là dưới 20 ml, trong cái giới hạn thấp của 95% khoảng tin cậy thì coi như là không có sự khác biệt giữa hai cái thuốc. Nhưng mà trong cái nghiên cứu này thì người ta thấy rằng là cái Antipro nó không đạt được cái mức gọi là không thua kém so với Anoro, bởi vì
Bởi vì cái 90, ngưỡng dưới của 95% khoản tin cậy ở đây là 26,9 và 34,2, nhưng phải chưa đạt được cái mức là 20 ml. Và đây là một cái mô hình để cho chúng ta thấy rằng dựa vào hai nghiên cứu, khi mà chúng ta sử dụng ví dụ như tiotropium để điều trị bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, thì chúng ta thấy rằng sau 6 tháng nghiên cứu thì thấy là chất lượng cuộc sống của bệnh nhân nó cải thiện đáng kể. Điểm số Sandstorm càng giảm chừng nào thì chất lượng cuộc sống càng gia tăng chừng đó. Nhưng mà sau 6 tháng thì chất lượng cuộc sống bắt đầu nó lại tệ đi theo thời gian. Và nếu như một cái nghiên cứu khác thấy rằng nếu chúng ta sử dụng giãn phế quản kép LABA/LAMA luôn, thì ngay từ đầu sau 6 tháng thì cái chất lượng cuộc sống nó cải thiện tốt hơn, nhưng mà cũng từ từ thì cái chất lượng cuộc sống nó cũng tệ dần. Và người ta thấy rằng những cái người mà sử dụng tiotropium, nếu mà sau 2 năm chúng ta thấy rằng chất lượng cuộc sống nó không được tốt lắm, thì người ta đổi từ tiotropium qua một cái thuốc giãn phế quản LABA/LAMA, thì người ta thấy rằng cái chất lượng cuộc sống nó có vẻ như nó cải thiện hơn. Và người ta thấy rằng trong 2 năm này, nếu mà ngay từ đầu chúng ta cho LABA/LAMA luôn mà đừng có cho một loại, thì chúng ta có được khoảng thời gian 2 năm bệnh nhân bớt đi triệu chứng. Bởi vì như lúc nãy vừa trình bày, 50% bệnh nhân vẫn còn triệu chứng khi chúng ta sử dụng LABA hoặc LAMA. Và từ những cái nghiên cứu đó thì các guideline mới nhất hiện nay người ta đưa ra một khuyến cáo, là người ta khuyến cáo các bác sĩ sử dụng giãn phế quản kép thay vì giãn phế quản đơn cho những bệnh nhân có nhiều triệu chứng. Các guideline chúng tôi liệt kê nhanh ở đây, ví dụ như là một cái tài liệu mới nhất của ATS năm 2020, người ta nói rằng là đối với những bệnh nhân mà CVD có cái triệu chứng khó thở, có triệu chứng là giảm cái mức độ gắng sức, thì chúng ATS khuyên là chúng ta sử dụng LABA kết hợp với LAMA hơn là một cái đơn trị liệu với bằng chứng là rất là mạnh, mức độ chứng cứ là trung bình. Hoặc là một cái guideline của nước Anh, NICE năm 2018, cũng là một cái guideline hiện hành, thì sau khi bệnh nhân được chẩn đoán bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính thì người ta cho thuốc giãn phế quản tác dụng ngắn. Nếu như bệnh nhân vẫn tiếp tục còn khó thở hay là vào đợt cấp thì bệnh nhân sẽ được chia làm hai nhóm. Một nhóm là có thể sử dụng LABA/LAMA nếu bệnh nhân không có yếu tố hen, không có một yếu tố nào đó để tiên đoán là đáp ứng với corticoid. Còn ngược lại, nếu bệnh nhân có yếu tố tiên đoán với đáp ứng với corticoid hoặc là có yếu tố hen trong đó thì người ta chuyển qua ICS/LABA mà người ta không qua trung gian LABA hoặc LAMA. Một nghiên cứu, một cái hướng dẫn khác của Tây Ban Nha cũng là hiện hành, mặc dù nó từ năm 2017, người ta chia bệnh nhân làm hai nhóm nguy cơ đợt cấp thấp và nguy cơ đợt cấp cao. Đợt cấp cao giống như nhóm C, nhóm D của Gold. Thì đối với nguy cơ đợt cấp cao, chúng ta thấy là người ta cũng phối hợp LABA, LAMA hoặc là ICS/LABA chứ không sử dụng LABA hoặc LAMA một mình. Nghiên cứu khác của nước Nga thì chia bệnh nhân làm hai nhóm, một nhóm có triệu chứng nhiều và nhóm có triệu chứng ít. Nhóm triệu chứng ít thì người ta có thể sử dụng một thứ LABA hoặc LAMA, còn triệu chứng nhiều thì người ta phối hợp ngay từ đầu LABA với LAMA luôn. Và nghiên cứu khác của Canada cũng tương tự như vậy, nguy cơ đợt cấp cao thì người ta phối hợp LABA LAMA ngay từ đầu, hoặc là người ta sử dụng ICS/LABA chứ không được dùng đơn trị liệu. Một cái hướng dẫn mới của Hàn Quốc cũng thấy như vậy, người ta chia bệnh nhân làm ba nhóm, trong đó cái nhóm đa là nhóm giống như là nhóm D của Gold, thì người ta cũng cho phối hợp LABA LAMA ngay từ đầu chứ không phải đi từ LABA hoặc LAMA rồi thất bại điều trị chúng ta mới qua LABA LAMA. Trừ trường hợp bệnh nhân ở đây triệu chứng nhiều mà nguy cơ được cấp thấp là giống như nhóm B thì người ta cũng đi từng bước. Như vậy tóm lại thì trong các nghiên cứu và những cái hướng dẫn hiện hành của nhiều quốc gia thì người ta thấy rằng nếu chúng ta cho sớm LABA LAMA hơn là đợi cho thất bại một trong hai thứ thuốc LABA LAMA rồi mới cho phối hợp, thì chúng ta sẽ làm cho bệnh nhân có một cái khoảng thời gian sống ít triệu chứng hơn, có thể theo một cái mô hình là khoảng 2 năm. Và phần tiếp theo thì chúng tôi xin nói về cái đợt cấp. Đợt cấp thì để lại nhiều cái hậu quả rất là nghiêm trọng trong bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Nó làm cho chức năng phổi nó sụt giảm nhanh hơn, nó làm cho bệnh nhân dễ đi cấp cứu hơn, dễ nhập viện hơn và tử vong nó cũng gia tăng hơn. Và người ta thấy đây một cái nghiên cứu cho thấy rằng những người nào mà ít có đợt cấp chừng nào thì cái khả năng sống còn nó cao chừng đó. Còn nếu người nào có nhiều đợt cấp thì khả năng sống còn rất là tệ. Và một số cái nghiên cứu thấy rằng nếu bệnh nhân thoát khỏi phòng ICU vì đợt cấp của bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính thì tỷ lệ sống còn sau 5 năm nó chỉ còn có 40%, nó cũng tương đối nặng giống như là ung thư phổi. Và các hướng dẫn cho thấy rằng đối với những bệnh nhân có nhiều đợt cấp, ví dụ như có 2 đợt cấp trong năm vừa qua hoặc có 1 đợt cấp phải nhập viện trong năm vừa qua, thì cái điều trị là chúng ta phải phối hợp thuốc giãn phế quản và phối hợp với lại cái thuốc ICS, hoặc là nếu bệnh nhân tăng thêm nữa thì chúng ta dùng một số kháng viêm khác như macrolide hay là roflumilast, hoặc là đôi khi chúng ta cần thêm một số để giảm triệu chứng và một số cái thuốc nó gọi là long đàm nhưng mà có một số bằng chứng nhỏ có thể cải thiện được cái
tỷ lệ được cấp cho bệnh nhân như là nhóm N-cysteine, troposcysteine. Và nói về ICS, tại sao nó giảm được cái nguy cơ được cấp? Bởi vì chúng ta biết là viêm ở trong bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính chủ yếu là tăng hướng theo hướng tăng neutrophil, nhưng mà cũng có một số bệnh nhân có cái kiểu viêm eosinophilic ở trong đó, và khi chúng ta sử dụng ICS thì chúng ta sẽ giảm đi cái kiểu viêm này và chúng ta làm cho bệnh nhân có một cái kết cục tốt hơn. Và nhiều nghiên cứu cho thấy rằng cái đáp ứng của corticoid nó phụ thuộc vào cái eosinophil. Theo kiểu viêm eosinophil có thể là eosinophil trong máu. Eosinophil càng cao chừng nào thì corticoid nó đáp ứng càng tốt chừng đó. Và đây là một cái mô hình cho chúng ta thấy so với lại LABA thì chúng ta bỏ ICS vào, ICS kết hợp với LABA, thì đối với bệnh nhân mà từ 300 con, có 300 con bạch cầu 7 toàn trong máu trở lên thì chúng ta thấy rằng cái nguy cơ xuất hiện đợt cấp của ICS LABA nó giảm đi 50% so với chúng ta chỉ sử dụng LABA đơn thuần. Và điều này nó cũng tương đối đúng với lại so sánh nếu mà chúng ta thay ICS LABA bằng ICS LABA LAMA, so ở trên đây là LABA LAMA, thì cái phối hợp bộ ba đó nó cũng giảm đi được 50% đợt cấp so với phối hợp LABA LAMA đối với những người có bạch cầu 7 toàn trong máu lớn hơn 300 con trên ml. Còn nếu bạch cầu 7 toàn trong máu dưới 100 con thì cái hiệu quả của corticoid nó hầu như nó không đáng kể. Và cái nghiên cứu này ở 10.000 bệnh nhân, một cái hồi cứu rất là lớn, thì người ta thấy cũng có một cái khuynh hướng ép bạch cầu 7 toàn trong máu càng cao chừng nào thì cái phối hợp điều trị có chứa ICS, ví dụ như đây ICS LABA LAMA so với LABA LAMA hoặc là ICS LABA so với LABA LAMA, thì bạch cầu 7 toàn trong máu càng cao thì cái vai trò giảm đợt cấp của ICS nó càng thể hiện rõ. Cho nên chúng ta nên dựa vào cái bạch cầu 7 toàn trong máu để chúng ta điều trị ICS cho bệnh nhân. Các nghiên cứu gần đây, ví dụ đây là một cái rỗng quan năm 2020, cũng thấy rằng á, nếu mà chúng ta sử dụng ICS, chúng ta dựa vào cái chỉ điểm là bạch cầu 7 toàn thì có thể chúng ta dùng 2% hoặc chúng ta dùng cái điểm cắt là 300 con trên ml. Thì trong cái bản tổng hợp này thì có một nghiên cứu là không có sự khác biệt giữa cái nhóm có ICS với nhóm không ICS. Còn lại những nghiên cứu khác đều cho thấy rằng nếu mà bạch cầu 7 toàn trong máu lớn hơn 2% hoặc là bạch cầu 7 toàn trong máu lớn hơn 300 con trên ml thì cái phối hợp ICS nó giảm được cấp đáng kể so với cái phối hợp không có ICS. Và tương tự như vậy, cái một cái outcome khác đó là cái tử vong, thì cái phối hợp có ICS thì nó giảm đi tử vong so với lại phối hợp không có ICS qua một loạt cái nghiên cứu từ 1 năm tới 3 năm theo dõi ở đây. Như vậy tóm lại thì ICS nó có gọi là vai trò trong giảm đợt cấp, nó có vai trò trong giảm cái tử vong cho bệnh nhân, đặc biệt là những người có bạch cầu 7 toàn trong máu cao. Câu chuyện là bạch cầu 7 toàn trong máu thì ở Việt Nam thì đa phần các bác sĩ nói rằng do cái tình trạng nhiễm ký sinh trùng cho nên bạch cầu 7 toàn trong máu thường nó cao hơn mấy nước khác. Cho nên áp dụng GOLD vào, lấy điểm cắt là 300 con trên ml thì nhiều bệnh nhân sẽ đạt được cái mức này. Thì chúng tôi chưa có một cái nghiên cứu lớn về bạch cầu 7 toàn trong máu ở bệnh nhân CVD. Nhưng chúng tôi cũng có làm một cái nghiên cứu bạch cầu 7 toàn trong máu ở người bình thường. Đây là một đề tài tốt nghiệp của một bác sĩ đa khoa tại Đại học Dược TP.HCM. Thì chúng tôi thấy rằng cái phân bố bạch cầu 7 toàn trong máu của người bình thường nó giống như phân bố bạch cầu 7 toàn trong máu ở châu Âu hoặc ở bên Mỹ. Và tỷ lệ bệnh nhân có bạch cầu 7 toàn trong máu lớn hơn 300 con trên ml nó khoảng 5% trong 1.200 bệnh nhân theo dõi. Như vậy, cái tình trạng mà nhiễm ký sinh trùng làm tăng bạch cầu 7 toàn trong máu theo cái nhận định khách quan của mình có lẽ như nó không đúng. Và qua cái nghiên cứu này chúng tôi nghĩ rằng cái điểm cắt 300 con có thể ứng dụng tại Việt Nam chứ không phải là do cái ký sinh trùng mà nó làm cái tỷ lệ bệnh nhân của mình quá nhiều. Một câu chuyện nữa là bạch cầu 7 toàn trong máu thì đo một lần, hai lần hay ba lần có sự khác biệt quá lớn giữa các lần đo hay không? Thì người ta có một cái chỉ số để đánh giá cái tính ổn định của một cái xét nghiệm, nó gọi là ICC, gọi là intra-class correlation coefficient, là cái điểm số thay đổi giữa các lần đo. Thì người ta thấy rằng cái chỉ số này, cái hệ số tương quan này ở cái bạch cầu 7 toàn trong máu là 0.7. Và chúng ta so sánh với những cái xét nghiệm mà chúng ta thường làm, đó là cholesterol trong máu hoặc là HbA1c, thì người ta thấy rằng cái điểm số tương quan của cholesterol trong máu là khoảng 0.7 và HbA1c thì 0.6. Cho nên qua cái nghiên cứu này người ta nói nếu mà chúng ta đo một lần HbA1c chúng ta tin con số đó thì đo một lần eosinophil chúng ta cũng nên tin. Trừ trường hợp nếu cái điểm cắt của chúng ta là 300 con mà chúng ta đo ví dụ như bệnh nhân có 290 đi, nó gần cái điểm cắt quá thì chúng ta nên đo lại một lần nữa để cho chúng ta khẳng định được tốt hơn. Một cái tổng quan cho thấy rằng á, là đây là các can thiệp khác nhau thì nó đưa tới một cái kết cục về đợt cấp hay là kết cục về tử vong khác nhau như thế nào. Thì người ta thấy đối với phức hợp ICS, LABA, LAMA thì
đem lại cái hiệu quả về tử vong hay đại địch cấp tốt nhất so với những cái đơn trị liệu. Dĩ nhiên chúng ta cần phải chọn đúng những đối tượng, chúng ta phải phối hợp cả ba cái nhóm thuốc này. Và khi chúng ta sử dụng ICS thì một quan ngại là nó sẽ tăng cái tỷ lệ viêm phổi cho bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Thì đây là một cái hình ảnh để chúng ta thấy một cái sự so sánh tương đối giữa cái hiệu quả của corticoid và cái biến cố bất lợi của corticoid đem lại. Thì đây là một cái nghiên cứu kéo dài 3 năm thì người ta thấy rằng nếu mà so với lại cái thuốc LABA là màu xanh ở đây thì cái màu xanh đậm là ICS LABA, nó giảm đi được 187 cái biến cố là đợt cấp, nhưng mà nó tăng lên 30 biến cố viêm phổi. Người ta tính ra là NNT là số người cần điều trị để ngăn ngừa một cái biến cố đợt cấp trung bình là từ 3 tới 5, có nghĩa là chúng ta điều trị từ 3 tới 5 người bằng corticoid thì chúng ta sẽ giảm đi một cái biến cố là đợt cấp trung bình. Nhưng mà chúng ta điều trị từ 19 tới 27 người thì chúng ta gây ra một cái viêm phổi. Và cái số 19 đây là cho những người chúng ta sử dụng corticoid liều cao, còn số 27 là chúng ta sử dụng cho những người dùng corticoid liều thấp. Và đây một cái đường cong lưu lượng, gọi là đây là liều corticoid và đây là cái hiệu quả corticoid. Thì chúng ta thấy rằng tới một mức nào đó chúng ta tăng cái liều lên thì corticoid nó không có mang lại cái hiệu quả hơn nữa, nhưng mà tác dụng phụ nó gia tăng lên. Cho nên người ta khuyên đối với bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, chúng ta nên dùng corticoid liều thấp thôi chứ đừng có cho liều cao quá, bởi vì cái liều thấp chúng ta cũng đạt được cái hiệu quả mà giảm đi cái tác dụng phụ cho bệnh nhân. Và Gon cũng đưa ra những cái tóm tắt ở đây. Đối với bệnh nhân mà mới vào chúng ta khởi trị thì chúng ta lựa chọn corticoid khi nào? Khi có hai đợt cấp trong một năm vừa qua, hoặc là có một đợt cấp phải nhập viện, khi bạch cầu ấy to trong máu lớn hơn 300 con và bệnh nhân có tiền sử hen hay là đang mắc bệnh hen. Còn chúng ta thận trọng ở những người mà có viêm phổi tới đi tới lại, bạch cầu ấy to trong máu dưới 100 con hay là bệnh nhân có tiền càng lao phổi cũ trước đó. Và nếu như bệnh nhân đang được điều trị bằng một thuốc nào đó mà vẫn tiếp tục bị đợt cấp, ví dụ như đang điều trị LABA hoặc LAMA mà bị đợt cấp mà bạch cầu ấy to trong máu lớn hơn 300 con thì chúng ta nên đổi qua ICS LABA. Bệnh nhân đang sử dụng LABA hoặc LAMA mà có nhiều đợt cấp, dù bạch cầu ấy to trong máu lớn hơn 100 con, chúng ta cũng có thể để chuyển đổi qua ICS LABA. Bệnh nhân đang phối hợp LABA LAMA mà vẫn có đợt cấp, bạch cầu ấy to trong máu lớn hơn 100 con thì chúng ta đổi qua ICS LABA LAMA. Còn nếu như bạch cầu ấy to dưới 100 con mặc dù bệnh nhân đang sử dụng LABA LAMA mà vào đợt cấp thì chúng ta nên lựa chọn một cái thuốc kháng viêm khác như là roflumilast hoặc là azithromycin, chứ không nên sử dụng corticoid trong tình huống này. Như vậy tóm lại thì chúng ta phải cá thể hóa điều trị bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính dựa vào hai cái đặc tính là khó thở và đợt cấp. Những cái người nào bị khó thở thì các hướng dẫn gần đây cho thấy rằng chúng ta nên phối hợp sớm cái giãn phế quản kép hơn là chúng ta chờ đợi thất bại với một cái giãn phế quản đơn. Còn đối với những người có nguy cơ đợt cấp cao, có bạch cầu ấy toan trong máu lớn hơn 300 con hoặc là lớn hơn 100 con mà có rất là nhiều đợt cấp hoặc là có yếu tố hen nữa thì chúng ta nên sử dụng corticoid để chúng ta giảm bớt cái nguy cơ xuất hiện đợt cấp cho bệnh nhân và đồng thời cũng cải thiện được cái tỷ lệ tử vong cho người bệnh. Phần trình bày của tôi đến đây hết, xin chân thành cảm ơn quý anh chị đã theo dõi.